Chào quý vị. Chúng ta đã quay trở về. Ngày hôm qua, Thầy đi lên San Jose. Và thực ra là trên đó là đã xong rồi, đã sửa chữa xong rồi. Nhìn rất là đẹp. Quý vị có thấy hình không? Rất là đẹp. Thầy rất là ấn tượng. Cho nên cảm ơn những người trên San Jose đã bỏ ra công sức làm việc cực khổ. Và nó rất là xứng đáng, Thầy rất là biết ơn. Và không những như vậy, là họ lúc nào cũng ủng hộ. Có rất là nhiều người họ hy sinh để làm cho chuyện đó nó hoàn thành, cho nên Thầy rất biết ơn. Và không những như vậy, bất cứ khi nào mà họ có thời gian thì họ tu hành, rồi họ tiến bộ. Thì đây là quý vị tạo phước báo cho bản thân, rồi sau đó là dùng cái phước báo đó để mà tu. Khi mà quý vị có phước báo để mà tu thì quý vị có tiến bộ. Thầy hy vọng là bây giờ là quý vị đã biết rồi. Cho dù là quý vị thiền hay là niệm Phật đó, thì cũng y chang như vậy thôi. Thì đầu tiên là quý vị phải tạo phước báo. Nếu như mà quý vị không có phước báo thì không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nếu quý vị không có tạo thêm cái phước báo hơn trước thì quý vị sẽ không tiến bộ, quý vị sẽ không có thể nào mà dời đi tiến lên từ cái chỗ mà quý vị đang ở. Và cái đó là cái điều hiển nhiên thôi, mà không biết tại sao mà người ta lại không có giải thích cho quý vị. Mà thật ra là mình cũng không có giải thích trong vòng 15 năm vừa qua. Cho nên bây giờ là tới lúc là chúng tôi phải nói cho quý vị biết sự thật. Tại vì khi mà quý vị mới bắt đầu, người ta sẽ không có vui. Rồi tại vì nếu mà nghe nói là phải tạo phước đi, thì người ta sẽ bảo, tôi có nhiều phước lắm rồi mà nói gì vậy. Cho nên quý vị phải hiểu được cái công thức là bất cứ những cái gì mà quý vị muốn làm, đầu tiên là phải tạo phước báo. Và không có cái sự ngạc nhiên nào là ở trên San Jose họ tiến bộ nhảy vượt bậc. Tại vì họ bỏ công sức rất là nhiều, họ ủng hộ chùa. Rồi họ bắt tay vô mà không có cần phải được yêu cầu. Cho nên đó là lý do tại sao năm nay là năm rất là quan trọng. Rất là đặc biệt là Thầy rất mừng, Thầy hài lòng. Đó là lý do tại sao là những cái chuyện này xảy ra. Tại vì rất là nhiều người trong quý vị cống hiến, tạo ra mà rất là nhiều cái sự cống hiến to lớn, cho nên vì vậy mà quý vị mới tiến bộ. Rồi ngược lại, những người mà họ tu mà họ không có tạo đủ phước báo thì cái sự tiến bộ của họ rất là chậm. Rồi một điều tự nhiên đó, quý vị phải nhận ra được là chúng ta tạo nhiều tội nghiệp hơn là những cái phước báo chúng ta tạo ra. Chính vì vậy mà nếu như mà quý vị không có cẩn thận thì không những cái quý vị sẽ không có tiến bộ, mà thật ra là quý vị còn bị thoái bộ nữa. Đặc biệt là khi mà quý vị tạo ra cái nghiệp, cố ý tạo nghiệp nặng, thì quý vị sẽ bị thụt lùi, chứ đừng có nói gì tới tiến bộ. Cho nên là quý vị phải tiếp tục nỗ lực. Đừng có nghĩ rằng cái chuyện nó xảy ra là một cách tình cờ. Cái lý do mà năm nay Thầy rất là hài lòng về cái sự tiến bộ ở những đạo tràng của chúng ta là tại vì đại đa số quý vị có cái cơ hội và quý vị chọn tham dự để mà quý vị cống hiến vô những cái dự án, và nó xảy ra cùng một lúc. Rồi chúng ta khai trương hai cái đạo tràng cùng một lúc.
rồi những người ở hai cái đạo tràng đó đều tiến bộ. Rồi đồng thời chúng ta mới hoàn thành xong 9 tuần thiền thất. Rồi những người ở đây họ cũng tiến bộ nữa. Cho nên Thầy rất hài lòng, tất cả mọi người đều tiến bộ. Và cuối cùng, khi mà Thầy nói một số người trong quý vị tiến bộ, Thầy nói cá nhân, có nghĩa là quý vị đã làm những cái điều đúng, cho nên cứ tiếp tục như vậy. Đó là những cái điều mà quý vị làm, cái lý do mà Thầy nói cho quý vị biết quý vị tiến bộ là tại vì không những là để ấn chứng cho quý vị, mà thật ra là để khuyến khích cho quý vị, nhắc nhở cho quý vị là quý vị đang làm những cái điều đúng. Chính vì vậy mà quý vị tiến bộ. Nó không phải là cái chuyện thông thường như là quý vị nghĩ đâu. Có rất là nhiều người họ không có tiến bộ. Rồi, sau đó chúng ta cũng hoàn thành triển lãm xá lợi trong chùa. Chúng tôi mang ra những cái xá lợi mới để cho quý vị cúng dường, quý vị chiêm bái để tạo ra phước báu. Thầy cũng thấy là có một số những cái tủ trưng bày mà cũng chưa có, đang ở trên chánh điện này mà chưa có được cất đi. Đây là buổi triển lãm chỉ dành cho những người ở trong chùa thôi, mà thật ra là mặc dù là chỉ để dành cho những người ở trong chùa chứ không phải là cho công chúng, nhưng mà quý vị cũng bỏ ra rất là nhiều công sức để mà trang hoàng cho cái đạo tràng này. Vì cái điều đó mà Thầy rất biết ơn. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Một cái tin tức mới là Thầy nghe nói một trong số những người trong quý vị có cha xá lợi con, đúng không? Thu Hà cô cô đã đâu rồi? Là xá lợi hiện ra với cô, mà tại sao mà nó lại không có hiện ra với Thầy vậy? Tại sao mà quý vị biết? Quý vị biết gì không? Can I have a mic? Quý vị không có bàn chuyện tám hả? Tại vì cái đó là cái chuyện thường xảy ra ở Quy Sơn Tự mà. So Thu Hà said that in the morning she found three sharara that fell off from her clothes. It fell off from her clothes. From her clothes that fell off to the floor. And it's a yellow color. Yellow color, three shiraras. Three sharara. And she doesn't know whether it's real or not. Small or big? It's the size of the green bean, the small mung bean. The small mung bean, that's pretty big, huh? Old mung, that's big. Wow. She's an externalist, right? She does yoga. I still see her doing, you know. Cô này là thấy được ba cái ngôi xá lợi màu vàng, mà cô này là người ngoại đạo chứ, tại vì cô thực hành yoga. Khi mà Thầy còn ở bên Vạn Phật Thành, chúng tôi đang là tu niệm Phật thì có những người ngoại đạo họ mới đi vô đó, xong rồi họ làm cử chỉ như vậy, họ hút khí của chúng tôi. Họ khôn lắm, họ nhận ra được là năng lượng của chúng tôi rất là tích cực, rồi họ nói là ô cái năng lượng này tốt quá đi, tôi phải hút. Thành ra là họ đi vòng vòng xung quanh chánh điện đi nhiễu, khi mà đi nhiễu rồi mới hút cái khí như vậy đó.
Ba ngôi xá lợi, ngôi xá lợi to bằng cái hột đậu xanh màu vàng. Rồi cô Lily người Đại Hàn cũng có xá lợi nữa đúng không? Cô có xá lợi nữa hả? Ba ngôi xá lợi hay là bao nhiêu xá lợi? I didn't get that. 안에서, 병 안에서. Oh, I did so. No, no microphone. Không có microphone hả? Hello. Hello. I received one and then I have two. Còn có được một ngôi rồi sau đó sanh ra hai ngôi. À, cô được chắc là ông thầy già cho phải không hay là ai cho? Thầy Hiền Trì cho ông thầy già là cho cô này một ngôi. Trời ơi thầy mà sao mà cưng cô này quá vậy. Màu gì? Thầy già cho cái cô này màu gì vậy? Thầy có nhớ không? Màu gì? Cái màu vàng hả? Màu cam. Màu đỏ. Rồi sau đó có hai ngôi xá lợi con. Màu gì? Màu gì? Cái ngôi đầu tiên là màu đỏ. Rồi hai ngôi xanh ra thì cũng cùng cái màu đó là màu đỏ. Cùng cái cỡ lớn hay là sao? Cùng cỡ lớn. Wow, chúc mừng. Chúc mừng cho những người có xá lợi con. Thầy chúc mừng. Có ý nghĩa gì? Thầy già thầy có biết là nó có ý nghĩa gì hay không? Màu xanh. Kỳ trước con nghe cô Vicky nói Hòa Thượng Thiện Hóa nó màu đỏ là cũng như là có được chút xíu trí tuệ, chưa có enlightenment nhưng mà cũng có trí tuệ. Okay, translation. Master, I guess it's her blessing that she has baby Sharara, and then I remember Vicky said from Master Xuyên Hua message is red is wisdom, so she has wisdom, not enlightenment yet, but has wisdom. Is that right, Vicky? Như vậy có đúng không cô Vicky? Thầy không có nghĩ như vậy. Ông thầy già này có cái trí nhớ tệ lắm. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói cô như thế nào? Cô Vicky là đến với chúng tôi từ cái parking lot, ngồi trong cái xe màu trắng. Con nghĩ là cái màu là nó liên quan tới xá lợi con đến từ xá lợi răng, chứ còn không phải là những cái ngôi xá lợi khác. Nhưng mà thầy Hòa Thượng nói sao? Dạ, cô này cô nói là cô không có nhớ, cô nói là cô cho thầy cái cô đã đưa cái note đó cho thầy rồi. Xong rồi thầy bảo cô biết là chuyện gì xảy ra với thầy không, nếu như mà không phải là tiền là những cái giấy tờ khác là thầy dục hết trơn rồi. Để thầy nói cho quý vị, thầy giải thích cho quý vị. Cái này là để cho quý vị hiểu. Màu đỏ là thiền. Cho nên là ví dụ cô Lily cô có màu đỏ vì cái lý do gì đó mà cô có màu đỏ, thì ông thầy già cho cô này
cây xá lợi màu đỏ. Thầy không có biết là lý do tại sao, nhưng mà để cô này có hai ngôi xá lợi con cũng cùng màu đỏ thì có nghĩa là gì ông thầy già? Cái này là phép lạ bên đạo Phật. Những người Công giáo từ Mother Victorina thì khi mà có những cái chuyện này là người ta đã xây cái chùa rồi, người ta có người tới rồi chiêm bái, rồi cô Apple sẽ là cái người tour guide hướng dẫn viên đó, rồi nói là ồ đây là mình có cái phép lạ xảy ra ở năm 2011. Thì con đưa cho cô ấy, con không có lựa mà cũng không có tính cái gì hết, nhưng mà nghĩ là cái duyên có được cái màu đỏ vậy là như thầy nói cái màu. Rồi bây giờ hai ngôi con cũng cùng một màu là nó xác định cái duyên với cái blessing của cậu nó đúng rồi vậy. Rồi. When I gave her the sharara, I didn't pick or choose at all, and then I think it's because of her affinity that's why she has a red sharara, and then the baby also come out red. It means that it's her blessing. Cái ngôi đỏ đầu tiên là chỉ là cái sự tình cờ, là thầy cho cái ngôi màu đỏ thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là hai cái ngôi xá lợi con cũng màu đỏ, có nghĩa rằng là ngày hôm nay là mình nói chuyện tám đúng không? Mình không có nói cái chuyện gì đặc biệt hết, mình chỉ nói về phép lạ ở Quy Sơn Tự. Rồi nhớ là mình phải chụp hình cho những cái người này để mà làm bằng chứng là phép lạ nó có xảy ra ở trong chùa của chúng ta. Hai ngôi xá lợi con màu đỏ. Quý vị phải hiểu là xá lợi sanh ra là tại vì đó là một cái sự cảm ứng về những cái việc làm tốt, những cái sự cống hiến của quý vị. Nó phản ánh cái phước báo của quý vị. Quý vị đã làm được những cái điều mà cống hiến cho Pháp. Chính vì vậy mà quý vị mới có xá lợi con trong cái môi trường của chúng ta, nó khác trong chùa của chúng ta. Trừ khi mà quý vị làm những cái việc quan trọng thì quý vị sẽ không có xá lợi đâu. Cho nên ở trong cái trường hợp của cô này thì thầy sẽ đoán thôi, thầy chỉ đoán mò thôi, là cô này cố thuyết phục được hai người họ tu thiền. Thầy không có biết là ai, tại vì quý vị đoán thì cái sự dự đoán của quý vị thì nó cũng giống như cái đoán của thầy ấy. Thì bây giờ là họ tin rồi, họ tin có hay không, hai người họ bây giờ họ tin, trước đây họ không có tin đúng không? Bây giờ là vì cái bà này tu chân, tại vì bà này thay đổi, và cái bà này là tiến bộ, có tiến bộ. Bà có cảm thấy là mình tiến bộ hay không? Bà cảm thấy ở bên trong lòng vui vẻ hơn, bớt phiền não hơn, vui vẻ hơn. Thì đó là lý do tại sao. Quý vị biết không, người ta, cái chuyện hài hước là người ta từ cái Master Victorina thì người ta nhìn vô xá lợi thì người ta cho rằng đó là phước báu. Còn đối với thầy thì khi mà quý vị thay đổi, đó là phép lạ, tại vì rất là khó để mà thấy được những cái chuyện này. Đặc biệt ví dụ thầy gặp được một người ở trên San Jose đã học thiền, rồi tu thiền, tham thiền từ bên chỗ của Hòa Thượng Thuyền Hóa. Rồi cái ông này là ông cũng theo cái người theo bên Tây Tạng nữa, rồi ông mới đi qua bên đạo tràng của chúng ta. Thì ông nói là ông
nghe nói là sau khi mà ông nghe những cái băng video thiền, dạy thiền của chúng ta, thì ông muốn nhập vô sơ thiền sau 10 năm sơ thiền. Là ông này là ông đã biết tới cái pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi tự tu trong vòng 10 năm trời mà không có cái chuyện gì xảy ra hết, cho nên là ông mới chuyển qua tu theo những cái người bên Tây Tạng ở trên Bắc Cali á, rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, rồi bắt đầu ông mới tới chùa của mình rồi mới hỏi ông muốn cái gì, thì ông mới nói là pháp lạ, pháp lạ, thì ông mới nói là sơ thiền. Quý vị nghĩ đi, 10 năm trời. Cũng giống như là Thầy Hiền Giới khi mà mới tới chùa của chúng ta 40 năm trước. Quý vị biết không? Thầy đó là tu son, tu thiền son trong 10 năm. Là đi theo một cái người thầy Đại Hàn thường xuyên trong vòng 10 năm trời. Mà thầy thì thẳng thắn lắm, thầy gặp ông thầy đó ở bên chùa Silai lúc mà đang ăn trưa, mà ông tới ông tại vì là thầy lén ra khỏi Lư Sơn Tự đi tới chùa Silai Tây Lai Tự để mà ăn thay đổi cái món. Rồi ông thấy thầy ngồi có một mình à, thành ra là ông mới đi tới bàn của thầy rồi tới chào, rồi chúng tôi nói chuyện xong rồi mới hỏi thăm là ông đi đâu, thì ông mới nói là tôi đi tới chùa của sư phụ của tôi để mà tu 10 năm trời. Xong rồi thầy nhìn ông rồi bảo, ủa, tại sao ông có tí định lực nào hết vậy? Thầy lúc đó rất là thẳng thắn. Thì đại khái là thầy xúc phạm ông mà ông cũng không có bỏ cuộc, xong rồi ông mới hỏi chứ, vậy chứ định lực là gì? Cũng không biết định lực là gì. Hỏi định lực là gì? Rồi cái ông kia mà chúng tôi mới gặp, thì thầy mới cười khẩy. Thì thầy nói với đệ tử của thầy là ông á là chỉ cần tới chùa của chúng tôi thường xuyên trong vòng 2 tháng thì thầy chắc chắn là ông sẽ nhập được sơ thiền, còn nếu không là thôi đi qua bên phía bên Tây Tạng đi, đừng có lãng phí thời gian. Cho nên là rất là khó cho những cái người, tại vì là trong cái môi trường của chúng ta là họ tiến bộ vượt bậc. Rất rất là nhiều người tiến bộ, và cái điều đó rất là impressive. Cái kết quả là nó cho thấy như vậy. Khi mà quý vị làm những cái điều đúng ở trong cái môi trường này thì quý vị sẽ tiến bộ. Nó chỉ như vậy thôi. Quý vị không tiến bộ là tại vì quý vị chưa có làm được gì hết, hoặc là quý vị đã làm cái gì sai. Cứ tự nhận ra như vậy thôi. Vậy chứ còn màu vàng, màu vàng từ cô Thu Hà thì sao? Ông thầy già, tại sao màu vàng? Phật, con nhớ thầy nói lâu rồi là Hòa Thượng nói con quên rồi, là màu vàng là cái indication of pure land. Tại sao lại là ba ngôi màu vàng? Từ đồ quần áo của cô rớt ra. Dạ, con không biết, nhưng mà cách mấy bữa nay trước đó chút là cô Hiền Hội ngồi đây là cũng trừ trên cái giặt áo ra mà màu đỏ. What? Xin we have one too. Ủa, cô Hiền Hội cũng có hả? Ngồi nói chuyện với khi nào? Với một năm sáu người, nhưng bữa đó có cô. When? Cô Sarah nữa, thì cô vuốt nó rớt ra. Yeah. Okay, what size, big or small? Lớn gấp đôi, gấp ba cái sa lợi huyết thôi, nhưng mà màu đỏ. Okay, so smaller than mung bean, but bigger than a hair, poor. Cũng từ trên giặt áo cô đó.
it also from her clothes. It fell out like that. Yeah, trước mặt con với vợ chồng in front of everyone. What were you talking about? Xin Huy, really? You? Cái cô Sa Di Ni này là cũng có ngôi xá lợi rớt ra từ áo của cô lúc mà đang là ngồi với nói chuyện với thầy hiền trì cô Sara mấy người kia. Wow, that's impressive. Wow, rất là ấn tượng. Wow. Who did you convert? Cô cải biên được ai vậy, để xem thử coi. Đây, chắc là ông Daniel phải không? Cái ông Công giáo. Ông vẫn từ chối không có quy y với thầy, quý vị có biết không? Rất là ấn tượng. Thì coi như là cái cô đó là cố chuyển đổi một người nào đó rồi người ta tin vào thiền, tại vì người ta nghe cố và người ta tin. Có hiểu không? Thì bây giờ là quý vị biết hết tất cả những cái bí mật của thầy. Cái xá lợi xảy ra là tại vì tất cả những cái điều mà cố làm á, là thuyết phục được cho người ta biết thiền là đúng. Có thể là bên Canada hay ở đâu đó thầy, chúng ta cũng không có biết nữa. Chỉ có một thôi phải không? Hai hả? Không. Hai cái ngôi xá lợi bé xíu, không có phải to giống như là cái bà Đại Hàn đâu. Thì chắc là thiền của Canada. Tại vì thiền của bên Đại Hàn thì khác. Còn màu vàng thì là sao quý vị không biết hả? Màu vàng là tịnh độ. YouTube có ý kiến. Dui says, Master, my wife said we have one baby yellow small sharira. Who? Dui nói là vợ con á, thì có một ngôi xá lợi màu vàng. À, thầy hỏi là cái tên là gọi là cái gì, thì ông này ông nói là cái tên Dui, tên là Dui Nguyễn. Quý vị có biết là cái tên mà Dui ở bên tiếng Việt nó có nghĩa là cái gì không? Quý vị phải cẩn thận nha, anh bạn trẻ. Dui có nghĩa là nói xạo, là đừng có xúc phạm người Việt Nam nha. Mình phải dạy cho cái ông này nói tiếng Việt quá. Thì cái ông mà Dui này là nói cái gì? Ông nói là vợ của con nói rằng là chúng con có một ngôi xá lợi màu vàng nhỏ. Ngôi xá lợi con màu vàng nhỏ như thế nào? Cái cỡ nó cũng quan trọng á. Tại vì nó có liên hệ tới cái đường đạo. Rất là tốt. Màu vàng là những cái người đó họ là có thể là đã ở bên Tây Phương hoặc là đang trên đường đi tới Tây Phương. Xá lợi không có nói dối đâu, thầy nói cho quý vị biết. Đó là cái cách mà Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta cái thông điệp xá lợi của chúng ta. Thầy không có nói tới xá lợi của những người khác. Thầy nói ông thầy già biết đó, xá lợi không có giống nhau đâu. Xá lợi của Phật giống như là thầy đã nói là mình có cái ngôi xá lợi cái ngôi màu hồng bự. Mà một cái ông cũng có, nhưng mà ông không có không có cảm ứng gì hết. Nhưng mà khi mà ông tới cái ngôi ping bo của mình thì lại có cái cảm ứng. Cho nên là tùy thuộc vào cái người nào đang là nắm giữ xá lợi thì cái sự cảm ứng nó khác nhau. Có nghĩa rằng khi xá lợi thay đổi từ người này qua người kia thì cái đặc tính của xá lợi khác nhau. Ví dụ,
Khi mà chúng ta có rất là nhiều xá lợi tới bên Lư Sanh Tự, có rất là nhiều người tới, họ cúng dường chúng ta xá lợi. Thì Thầy nhìn những người đó là một số xá lợi là đến từ bên Tây Tạng, những người tăng Tây Tạng. Rồi Thầy nhìn cho mình mới nói là cái năng lượng đó nó quá kỳ, nó không có tốt. Xá lợi của Phật cũng giống như là Thầy đi tới buổi triển lãm xá lợi Maitreya Project của bên Tây Tạng. Cái đó là trong cái thời buổi mà bị khủng hoảng thì chúng tôi không có cái gì để mà làm việc. Thành ra là Thầy mới dẫn Thầy Hiện Giới với cô Hiền Thuận đi lên, lái xe lên San Bernardino, đại khái gần gần đó, rồi đi thăm xá lợi của cái Maitreya Project. Thì Thầy nhìn rồi thấy là nó có cái gì đó nó kỳ kỳ. Tại vì mình đang nói là xá lợi của Phật, xá lợi của các vị A-la-hán thì là nó bị off là tại sao? Tại vì là nó được lưu giữ, cách giữ bởi những người tại gia. Thành ra là nó rất kỳ lắm. Chính vì vậy, khi mà mình cho phép người ta đụng vô cái ngôi crystal ball á, thì em của cái thầy đó mới nói là đừng có cho người ta đụng vô xá lợi, cái đó là đúng, cái đó rất là đúng. Quý vị không có cho phép người ta đụng vô xá lợi tại vì ảnh hưởng tới xá lợi. Cho nên là bây giờ là quý vị phải giữ cái xá lợi đó trong vòng bao nhiêu năm, vài ba năm thì mới hồi phục lại được. Và vì một cái lý do gì đó, Thầy có xá lợi từ một cái ông ở bên Hồng Kông là sơ quả A-la-hán, mà cái thái độ của ông rất là tệ. Thì cái xá lợi của ông đó nó đen xì, nó tối om mà. Cái năng lượng á, tối om mà. Mà đó là xá lợi Phật đó. Mà thật ra là sau đó thì có thay đổi. Cho nên là khi mà Thầy nói cho quý vị nghe những cái điều này là do cái sự quan sát, chứ không có phải là chỉ là tưởng tượng đâu. YouTube. Kenny KK hỏi là nếu như mà người ta cho quý vị xá lợi thì có phải là phước báo của quý vị không? Thì Thầy nói là đúng. Nếu như mà có ai đó cho quý vị xá lợi mà quý vị vẫn còn á, thì cái đó là phước báo của quý vị. Nếu như là quý vị được người ta cho xá lợi mà mình không có phước á, thì quý vị không có giữ được xá lợi đâu. Ông thầy già. Cái nhóm mà người qua đây đó nói là xá lợi Thái Lan họ nhiều lắm đó. Thì họ cũng có xá lợi toàn thân nhưng mà không có áp phê gì hết. Nhưng mà khi mình để xá lợi toàn thân lên cái ông chủ của cái nhóm đó đó, là cái chân đang không thấp nó hết. Năm nay họ tới nữa. Thứ hai đó là trong nhóm họ thấu lộ là họ chia trong số thân hữu bạn bè đó, thì có một ông cho xong đi mất. Thì cuối cùng trong nhóm phát hiện ra anh này anh bán cần sa. Đi mất luôn. Translation. I don't dare translate this because it's a this advertisement. I'm kidding. We have a group of Chinese people that came to visit our temple during relics, and this group, they have a lot of sharira from Thailand, and they also have the whole body sharira, but it doesn't do doesn't have any impact on them. But when they came, and then I put our whole body sharira to bless them, and the guy that has the pain in the leg, the pain disappeared. Whole body relics? Xá lợi toàn thân. Impressive. And then in that group, they have a lot of relics, so they distribute among themselves. The one in the display? They were put away? So one guy, he also have relics, but then later on the group found out that all of his sharira disappear.
And it turned out that he sell drugs, marijuana. Really? Thật hả? Lư Sơn Tự. Ở kế bên đó là mình có nhiều người họ bán thuốc lắm mà xá lợi của chúng ta là vẫn đang còn, có nghĩa là chúng ta cho họ cái môi trường an toàn để mà họ làm những cái việc đó của họ mà. Nhưng mà thật ra là bây giờ là họ dọn đi mất rồi, vài mấy năm trước là dọn đi hết rồi. Thấy thú vị không? Cho nên là quý vị thấy đó, đó là lý do tại sao thầy biết lâu rồi mà thầy không có nói gì hết á. Bây giờ thầy nói cho quý vị là đây là những cái cảm ứng rất là tốt, là quý vị đang làm những cái điều tốt, quý vị đang có cái sự thay đổi, cống hiến cho sự thay đổi. Và mỗi một người guardian, người bảo hộ thì có cái sự ảnh hưởng khác nhau đối với xá lợi, cho nên xá lợi không có giống nhau đâu. Xá lợi của chúng ta ban đầu là xá lợi của tiểu thừa. Bây giờ chúng ta có cái bộ sưu tập của đại thừa chân chánh. Và Master, what makes it Mahayana and not Hinayana anymore? Thưa thầy, tại sao lại là gì? Đại thừa mà không phải là tiểu thừa nữa? Tại cái gì khiến cho xá lợi thành xá lợi đại thừa mà không phải tiểu thừa nữa? Thì tại vì là chúng ta là mới bắt đầu thì là xá lợi đến từ những người bên tiểu thừa, cho nên mang cái năng lượng của bên tiểu thừa. Còn bây giờ xá lợi chuyển thành cái xá lợi của đại thừa là tại vì chúng ta bên đại thừa. Khi cứ để ý đi, khi mà con nít nó ở gần quý vị thì nó bị ảnh hưởng, nó hút cái khí của quý vị, đúng không? Đó là cái chuyện xảy ra đối với xá lợi. Có lý không? Cái đó là intuitive. Và trước khi mà thầy kết thúc, thầy cũng có phép lạ nữa. Thầy có thể kể cho quý vị nghe phép lạ của thầy được hay không? Nó cũng không có phải là quá ấn tượng đâu. Thầy cũng hơi là mắc cỡ khi mà nói về những cái điều này. Thầy mới phát hiện ra tuần trước. Là đại cái là năm ngoái thầy đi thăm. Thầy không có thể nào nói cho quý vị biết là ở đâu. Để bảo hộ cái sự cá nhân của người ta. Cho nên, nhưng mà thầy đi thăm một cái ngôi nhà, một cái gia đình đó, để mà tỏ cho họ thấy được cái sự tôn trọng. Rồi chúng tôi chỉ có nói chuyện, nói chung là đi thăm cũng ngắn thôi, khoảng cỡ 15 phút thôi, 5 người chúng tôi xuất gia. Rồi sau khi chúng tôi rời đi, họ mới phát hiện ra ngay ở phía dưới chỗ mà thầy ngồi không phải là trong quần áo của những cái người đó đâu, mà ngay ở phía dưới trên cái ghế, ở phía dưới chỗ mà thầy ngồi, trên cái ghế của thầy ngồi, trên cái ghế hơn 50 ngôi xá lợi. Năm, số 5 và số 0 là 50. Thầy ở đó có 15 phút mà. Ồ, đại khái là 20 phút đó. Quý vị, control. Okay, let me see. I
Thầy không có thể nào mà cho quý vị thấy cái hình được. Ngay ở đó đó. Thầy không có thể nào mà cho quý vị thấy được. Và rất là đặc biệt. 50 ngôi xá lợi. Thầy ngồi ở trên đó. Chính vì vậy mà thầy mắc cỡ quá trời. Ngồi trên chốc xá lợi. Và thầy thích nghĩ rằng là xá lợi xuất hiện sau khi mà thầy rời khỏi. Tại vì cái ông thầy ở đây nè, cái ông thầy này là rất là tuyệt vời, là xá lợi mưa rơi xuống ở ông bất cứ khi nào mà ông đi, thầy mới bảo chứ tại sao mà cái chuyện đó nó không có xảy ra với thầy. Thầy chưa có bao giờ có được cái mưa xá lợi bất cứ cái nơi nào mà thầy tới. Nhưng mà cuối cùng á, là thầy ngồi trên chốc xá lợi. Cũng giống như là mấy con gà vậy đó. Gà ấp trứng. Cho nên nó khá là tuyệt vời. Bây giờ là cái ông thầy đó là có ấn tượng, có áp lực rồi. Cái bằng chứng là thầy không có phát hiện ra mà họ phát hiện ra, rồi họ cũng không có nói gì nhiều hết á, cho tới khi mà tới tuần trước thì họ mới nói là ồ thầy biết không, cái đó là chuyện nó xảy ra như vậy. Màu xanh. Thầy nói với xá lợi tiểu thừa đại thừa đó, thầy rất là đúng, là bây giờ thầy nói còn mới nhớ là cái sư bà Pháp Đạt á, là con của ông đại sứ Anh mà hồi xưa ở Việt Nam á, bây giờ bà già rồi bà tu. Thì khi bà ngồi nói chuyện với mình, xá lợi cũng sanh ra nhưng mà toàn là xá lợi xương không à. Rất là thấp. Cái xá lợi của sư bà đó không có tốt lắm đâu thầy, không có ấn tượng. Translation. Master, when you talk about Sharira of Hinayana and Sharira of Mahayana, I remember there's an venerable nun, old nun, Pháp Đạt in Vietnam. She's a fourth stage arhat. When she speak Dharma, when she talk to people, Sharira appear a lot, but most of it are bones Sharira. Stone Sharira. Đại đa số là xá lợi đá xương. Thầy có thấy, lúc đó thầy cũng ở đó, nhưng mà cái thái độ của cái sư bà đó không có tốt lắm. Cho nên thầy cũng không có ấn tượng, thầy cũng chưa có bao giờ ấn tượng về cái sư bà này. Không có trí huệ. The bone manifestation, you know, the solid manifestations are. Thì những cái cảm ứng xá lợi xương đến từ cái sư bà đó là đại khái là tiểu thừa, rất là thô thiển, còn chúng ta thì vi tế hơn nhiều. Nhưng mà thật ra là của chúng ta phức tạp hơn nhiều là tại vì cái màu sắc có ý nghĩa rất là quan trọng. Thầy không có giải thích cho quý vị biết cái ý nghĩa của tất cả những cái màu sắc, nhưng mà màu sắc rất là quan trọng. Mà cái màu sắc đó là cái ấn chứng của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta, cho chúng ta, cho cái pháp của chúng ta. Thầy không có nói thêm được nữa. Đó là ấn chứng của Phật, nghe không?
Ở đây là vì có cái lý do, hoặc là ví dụ như cái cô Đại Hàn, hoặc là cái cô bên Canada, hoặc là cái cô mà đảng Dân Chủ chẳng hạn. Cái cô đó rất là dân chủ. Không cần biết là nói sao, cô cũng vẫn là dân chủ. Ok, rất là tuyệt vời. Đó là những điều mà thầy có thể nói ngày hôm nay. Ok, thôi, tám xong rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao rồi quay trở về làm lễ cúng ngọ. Cảm ơn.